Chào bác sĩ, mắc bệnh giang mai thì mình thường có biểu hiện như thế nào? Và nếu quan hệ không an toàn thì bao lâu sẽ phát bệnh? Mời bác sĩ trả lời ạ. Vâng ạ, cảm ơn bạn Minh Luân. Thì bệnh giang mai khi giai đoạn mới thì ở bộ phận sinh dục nó sẽ có các nốt nổi lên. Các nốt này nó không đau, không có cảm giác gì cả. Đâm ra nhiều người dễ bị nhầm và nhiều người ta dễ tự ra ngoài mua những cái thuốc rửa hoặc thuốc bôi đơn giản để cho bôi vào đó. Nhưng mà sau khoảng 3 đến 5 ngày thì cái vết đấy nó tự mất. Nhưng mà cái việc biến mất của các nốt giang mai đấy nó không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vì là nó sẽ tiềm ẩn vào trong và nó sẽ sau thời gian có thể một vài năm thì nó sẽ gây ra toàn phát ở các cái cơ quan khác trong cơ thể. Và như vậy thì đến một cái thời điểm nào đấy nó sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như phổi, như tim, và ghi nhận là có những người tử vong do hậu quả của giang mai. Tất nhiên không phải bệnh giang mai nào nó cũng gây ra cái hiệu quả như vậy. Vì có những người có cầu khuẩn giang mai trong cơ thể, tuy nhiên là gì, là cả đời người ta chẳng bị cái gì cả. Nên là cái việc tầm soát bệnh giang mai thì mình, nếu mà đã có tiền sử như vậy thì mình sẽ phải nên đi kiểm tra bạn ạ.